Dạ em xin chào mọi người đang đứng đây, mọi bạn chào. Ok, em có thể giới thiệu năm nay em bao nhiêu tuổi, làm nghiệp gì hay còn đi học nữa không? Dạ em sinh năm 95. Hiện em có hát một số gì đây. Ừ, em đi hát làm nghề ca sĩ luôn đúng không? Không, cho lẽ. Cho lẽ, oh hay. Rồi ok, chúng ta vừa nghe được phần giới thiệu của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thi với bạn Lâm Trần Lệ Hằng. Ca khúc tiếng Anh, bài hát mang tên là All of Me, đúng không? Chính xác, không đổi. Bắt đầu, vỗ tay. Mình nói giọng mình lớn mà giọng bạn nó không hút ta, chẳng lẽ nó không thích hút giọng bạn ta? Không, không,
chúng tôi không thể tin được. Bạn alo cái nữa nào. Tại sao thế là khi mà hát như giọng nó khác. Giọng anh Long cũng không hút micro luôn hả? Do micro vậy. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Mời cô cho mic của ca sĩ. Rồi, ok. Giờ không nghe được rõ lắm, bây giờ sao ta? Giờ hôm nay thi lại từ đầu ta. Hay là hát lại nửa bài sau đi. Chính xác, yeah. Giờ thi lại, ok. Hát nửa bài sau đi. Xin nhận xét đó là bạn có một cái phong cách rất là chất và mình rất thích cái điều đó, cái tay của bạn đẹp lắm. Cái gì là một bát tiền đúng không ạ? Cầm bít lên là người ta sẽ để ý ngay đến bạn liền, đó là rất là tốt. Và thì giọng hát của bạn như mình nói là nó có một nó cũng có cái là sự khác lạ so với nhiều người trong đó. Rồi bạn hát nó cũng rất là tự do á, rất là thoải mái. Trình bày một cách khá là tự tin. Tuy nhiên thì cái mà mọi người cũng thấy, như mình thấy đó là giọng của bạn nó hơi bị thổ thể quá. Nó hơi bị thổ thể quá, đâm ra là những cái chỗ mà cần để nghe rõ, cần để nhấn vào thì mình nghe nó bị hụt đi làm sao á. Cho nên là nó nghe chưa phê, chưa đã. Cái độ dây dứt, cái tình cảm của cái bài hát này thì nó cần nhiều hơn như vậy nữa, để mà người nghe người ta có thể cảm nhận được hết, thì mình chưa thấy được cái đó. Mình hy vọng là bạn sẽ biết cách khắc phục cái mà cái âm thanh của mình ra đó, nó gọi là xử lý micro á. Thì bạn làm sao để bạn cảm thấy như mình đang nghe được mình hát rõ ràng thì người khác người ta mới nghe được. Còn mình thấy cảm thấy như mình hát mà mình cũng không nghe được thì người khác cũng vậy á. Cho nên là mình đã phải điều chỉnh cái đó để làm sao cái bài thi của mình á nó hoàn thiện và nó thành công hơn. Gửi lời trước khi mà xuống sân khấu á nè. Người thích thì nghe mình chọn mình. Ok, cảm ơn tụi mình rất nhiều.